Trên iPhone 11, Samsung đặt cực vào Galaxy S11. Galaxy S11 sẽ là chiếc flagship thế hệ tiếp theo của Samsung. Theo một báo cáo gần đây cho biết, S11 sẽ có các tùy chọn màu tương tự như Note 10. Bộ nhớ trong từ 128GB lên đến một thương bình. Không những thế, mới đây, tài khoản dò dỉ tin sản phẩm mới đáng tin cậy ICUniverse Universe tiết lộ, Samsung cũng đang phát triển công nghệ camera tương tự Deep Fusion trên iPhone 11 Pro của Apple. Công nghệ Deep Fusion được biết đến trên iPhone 11 sử dụng máy học và trí tuệ nhân tạo thông qua bộ xử lý thần kinh tích hợp bên trong chip A13 để tính toán và xử lý hình ảnh, tạo ra bức ảnh cuối cùng hoàn hảo nhất có thể. Bức ảnh được chọn cuối cùng có sự vượt trội hơn cả với sự cân bằng tốt nhất về màu sắc, mức độ chi tiết và cân bằng trắng. Thông tin từ Ice Universe đồng nghĩa với việc Galaxy S11 sẽ có nâng cấp lớn về camera. Theo Apple, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max sẽ sử dụng một loạt thuật toán ngay khi camera được khởi động. Sau đó, máy sẽ chụp một loạt ảnh của đối tượng, trước khi người dùng nhấn nút chụp. Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh ISP, Image Signaling Processor, được lập trình để chụp 9 bức ảnh, 8 bức ảnh chụp trước và một chụp sau. Khi màn chập được nhấn, 4 ảnh phơi sáng nhanh, 4 ảnh phụ và một ảnh phơi sáng dài. Sau đó, bộ xử lý thần kinh tích hợp bên trong chip A13 Bionic sẽ kích hoạt công nghệ Deep Fusion, lựa chọn những phần tốt nhất trên 9 bức ảnh và ghép lại thành một bức ảnh hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, công nghệ Deep Fusion không mới vì từ Pixel 3 của Google đã có ứng dụng AI vào camera để tạo ra những bức ảnh có chất lượng vượt trội dù chỉ với camera đơn. Có lẽ cũng vì vậy mà Samsung cảm nhận rõ sức nóng của công nghệ nhiếp ảnh điện toán mà Google và Apple đang phả vào gáy. Cũng theo các thông tin được do gì, Galaxy S11 sẽ có sẵn hai phiên bản 4G và 5G giống như Note 10. S11 có thể sẽ không còn rắc cắm tai nghe 3.5mm. Máy sẽ dùng Android 10 với giao diện tùy chỉnh One UI 2.1. Theo lộ trình thì Galaxy S11 sẽ ra mắt vào đầu năm sau từ giờ đến thời điểm đó còn một khoảng thời gian khá dài và chắc chắn sẽ còn nhiều thông tin về flagship này được tiết lộ trong thời gian tới